Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối chủ nhật ngày 14 tháng 7 năm 2019 của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình. Sau đây là những tin chính sẽ có trong chương trình. Thái Bình công bố điểm thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2019. Đào tạo nguồn nhân lực sát với nhu cầu của xã hội, đồng thời định hướng nghề nghiệp sớm cho sinh viên. Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình khởi động sân chơi văn hóa làng năm 2019. Sau đây là nội dung chương trình, thưa quý vị và các bạn. Thái Bình hiện có gần 6.900 doanh nghiệp, trong đó có 81 dự án FDI còn hiệu lực với tổng vốn đầu tư trên 625 triệu đô la Mỹ. Thời gian qua, với sự quan tâm tạo điều kiện từ các cấp ủy chính quyền của tỉnh Thái Bình, các doanh nghiệp FDI yên tâm đầu tư, mở rộng sản xuất, phát triển bền vững và có những cơ chế thu hút đầu tư hấp dẫn. Hoạt động xuất nhập khẩu 6 tháng qua trên địa bàn tỉnh khởi sắc với tổng kim ngạch xuất khẩu tăng 14,6%, trong đó có những đóng góp lớn của các doanh nghiệp FDI. Thái Bình sẽ tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thương mại, thu hút đầu tư vào khu kinh tế Thái Bình, các khu công nghiệp, cụm công nghiệp của tỉnh trong thời gian tới. Đây là cơ hội để các doanh nghiệp trong và ngoài nước đầu tư vào Thái Bình, cùng tỉnh phát triển kinh tế xã hội một cách toàn diện, bền vững. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Anh Toàn chuyên sản xuất các loại áo jacket, mỗi tháng xuất hàng vạn sản phẩm cho thị trường nước ngoài, trong đó 80% sản phẩm được xuất khẩu sang Hàn Quốc. Hiện nay, công ty đang tạo việc làm cho 500 lao động với mức lương từ 4.500.000 đồng đến 10 triệu đồng một người một tháng. Mọi chế độ, lương thưởng, chính sách khuyến khích người lao động đều được đảm bảo. Công ty đang tiếp tục đào tạo công nhân và nhận nhiều đơn hàng hơn nữa từ các đối tác nước ngoài. Đây là cơ hội để nhiều lao động nông thôn có việc làm ổn định, tăng thu nhập, nâng cao chất lượng đời sống. Công ty cổ phần gạch Tiến Phong, thành phố Thái Bình đầu tư trên 10 tỷ đồng lắp đặt dây chuyền sản xuất gạch không nung hiện đại, công nghệ của Việt Nam với công suất 60 triệu viên gạch một năm. Nguyên liệu chủ yếu của gạch không nung bao gồm đá mạt và xi măng. Dây chuyền sản xuất gạch không nung được sản xuất theo quy trình khép kín từ khâu phối trộn nguyên liệu đến khâu ép thành phẩm. Hiện nay, công ty đang sản xuất hai loại sản phẩm chính là gạch xây tường và gạch lát vỉa hè với các loại kích cỡ khác nhau đáp ứng nhu cầu người tiêu dùng. Đưa dây chuyền sản xuất gạch không nung vào hoạt động đã góp phần tăng doanh thu và ổn định việc làm cho gần 400 cán bộ, công nhân lao động của công ty với mức thu nhập bình quân đạt từ 6 đến 7 triệu đồng một người một tháng. Hướng tới kỷ niệm 90 năm thành lập Công đoàn Việt Nam, Công đoàn Công ty trách nhiệm hữu hạn Hợp Thành, khu công nghiệp Nguyễn Đức Cảnh tổ chức gắn biển công trình phân xưởng mới. Công ty trách nhiệm hữu hạn Hợp Thành là đơn vị chuyên sản xuất mặt hàng sợi polyester phục vụ cho ngành dệt trong nước và xuất khẩu, nhằm thực hiện chủ trương tái cơ cấu, sắp xếp lại tổ chức sản xuất, đa dạng hóa sản phẩm. Công ty quyết định đầu tư dây chuyền số 2. Dây chuyền này được xây dựng từ tháng 8 năm 2018 với vốn đầu tư 230 tỷ đồng, tạo công suất 60 tấn sơ trên ngày đêm, tạo công ăn việc làm cho hàng trăm lao động với mức thu nhập 6 triệu đồng một tháng. Ngoài ý nghĩa về mặt kinh tế, công trình còn mang ý nghĩa về mặt chính trị, đánh dấu bước trưởng thành của tổ chức công đoàn, không chỉ là tổ chức đại diện mang lại niềm tin cho người lao động, mà còn là tổ chức chính trị có vai trò quan trọng đối với giai cấp công nhân Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, 14 năm qua, nhà máy may xuất khẩu Dragon Textile Việt Long thuộc Công ty Cổ phần Đầu tư xuất nhập khẩu Thăng Long tạo việc làm ổn định cho hàng trăm lao động ở khu vực nông thôn của huyện Quỳnh Phụ. Việc đảm bảo quyền lợi của người lao động là nhân tố quyết định trong việc thu hút và để người lao động yên tâm gắn bó với đơn vị, nhất là trong bối cảnh thiếu lao động ngành may như hiện nay. Mức lương thu nhập thì cũng khá là ổn định, cho nên là chúng tôi cũng rất là muốn gắn bó với sự nghiệp lâu dài, bởi vì chúng tôi thì cũng là những người ở thôn quê mà cái quãng đường đi làm việc thì nó cũng gần nhà, cho nên cũng rất thuận tiện cho cái việc chăm sóc gia đình. Cũng giống như chị Luyên, sau khi tốt nghiệp phổ thông, Nguyễn Thị Êm xin vào làm công nhân. Dù chưa biết nghề, nhưng Êm được đào tạo miễn phí và đã gắn bó với xí nghiệp được gần 3 năm. Mà muốn chọn công ty gần nhà để làm việc cho gần gia đình thì lúc đấy em chưa biết nghề. Khi vào công ty thì xí nghiệp đã tạo điều kiện cho bọn em dạy nghề bọn em trong vòng 3 tháng và trong vòng 3 tháng vẫn hỗ trợ phụ cấp. Phương châm được doanh nghiệp thực hiện là quan tâm đến đời sống vật chất tinh thần và điều kiện làm việc của công nhân. Cũng vì thế, đơn vị đã thu hút người lao động đến làm việc.
xác định rằng lao động là cái tài sản sinh nhập, cho nên là chúng tôi tạo mọi điều kiện cũng như cái phúc lợi để cho người lao động gắn bó và làm việc sinh nhập. Ví dụ như mức lương chẳng hạn là chúng tôi là nhất là đảm bảo việc làm, mức lương của người lao động nhất là đảm bảo tối thiểu là được 5,5 triệu trên người trên tháng. Nhưng ngoài mức lương ra thì những cái phúc lợi kèm theo, ví dụ như là bảo hiểm xã hội, hai nữa là chuyên cần, tiền xăng xe, tiền nhà trọ, rồi tiền thâm niên. Hiện nay xí nghiệp đang mở rộng sản xuất sẽ tạo thêm việc làm cho 200 lao động. Và với giải pháp cải thiện điều kiện làm việc, nâng cao thu nhập, đa dạng hóa các phúc lợi xã hội, chăm lo thiết thực tới người lao động là biện pháp lâu dài giúp người lao động yên tâm gắn bó với doanh nghiệp. Sự gắn kết sẽ giúp người lao động và doanh nghiệp cùng phát triển. Các tin tức tiếp theo sẽ có trong chương trình: định hướng nghề nghiệp sớm cho sinh viên, khởi động sân chơi văn hóa làng năm 2019. Thưa quý vị và các bạn, 0 giờ sáng nay, ngày 14 tháng 7, cùng với nhiều tỉnh, thành phố, tỉnh Thái Bình đã công bố điểm thi Trung học Phổ thông Quốc gia năm 2019. Phân tích từ dữ liệu điểm thi của Bộ Giáo dục và Đào tạo năm nay cho thấy, điểm trung bình các môn thi Trung học Phổ thông Quốc gia năm 2019 tăng hơn năm trước. Hầu hết các môn có mức điểm trung bình ở ngưỡng 5-6. So sánh điểm trung bình thi Trung học Phổ thông Quốc gia năm nay của các địa phương, tỉnh Thái Bình đứng thứ 16 trên 63 tỉnh, thành phố với điểm trung bình các môn là 5,622 điểm. Trong đó, điểm trung bình môn toán đứng thứ 5 các tỉnh có điểm cao nhất cả nước với 6,14 điểm. Điểm trung bình môn vật lý đứng thứ 8 các tỉnh cao nhất cả nước với 5,91 điểm. Cũng theo đánh giá, với kết quả của phổ điểm thi năm nay, tỷ lệ đỗ tốt nghiệp Trung học Phổ thông của cả nước sẽ khoảng trên 90%, dù cách tính điểm xét tốt nghiệp đã thay đổi. Con số này là phù hợp với chất lượng giáo dục phổ thông hiện nay. Thống kê của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, 60% sinh viên ra trường phải làm việc trái ngành. Trước thực tế này, Trường Đại học Thái Bình đang đẩy mạnh đào tạo nguồn nhân lực sát với nhu cầu của doanh nghiệp và xã hội, đồng thời định hướng nghề nghiệp sớm cho sinh viên. Học đại học năm thứ 3, em Vừa A Phòng, quê ở tỉnh Điện Biên, từng rất băn khoăn với chuyên ngành mà mình đang theo đuổi. Bởi em và một số bạn bè vẫn cho rằng học luật ra trường chỉ có thể làm luật sư. Nhưng sau nhiều buổi tư vấn nghề nghiệp và nhờ kiến thức thầy cô truyền đạt trên lớp, Phòng đã định hướng rõ hơn về công việc của mình. Sau khi được tư vấn thì em cũng có thể là em cũng băn khoăn, nhưng mà em cũng tìm hiểu về một số doanh nghiệp hoặc một số công ty để xin vào làm. Em tự tin là ra trường sẽ tìm được công việc để làm. Trường Đại học Thái Bình có hơn 4.000 học sinh, sinh viên đang theo học, thực hiện mục tiêu đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho thị trường lao động trong và ngoài nước. Nhà trường tăng cường hợp tác với các doanh nghiệp để đưa sinh viên đi thực tập trải nghiệm thực tế. Hàng năm, tổ chức hội nghị lắng nghe ý kiến của các nhà tuyển dụng để điều chỉnh nắm bắt thị trường, từ đó chuyển sang đào tạo những ngành doanh nghiệp đang cần. Nhiều mã ngành có sức thu hút lớn đã được mở như công nghệ điện tử, công nghệ thông tin, cùng các mã ngành phục vụ kịp thời nhu cầu nhân lực cho các tập đoàn đầu tư vào nông nghiệp Thái Bình như kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi, du lịch sinh thái. Trong cái quá trình khi hợp tác với doanh nghiệp như vậy thì doanh nghiệp người ta cũng sẽ có các cái chuyên gia để đào tạo các cái kỹ năng cho các bạn. Đấy, ví dụ như là làm việc nhóm hoặc là tổ chức quản lý sản xuất. 100% sinh viên trước khi tốt nghiệp ra trường thì đã được các cái doanh nghiệp đặt hàng và xin nhận hết về làm tại các cái doanh nghiệp. Các nhà doanh nghiệp thì yêu cầu ngoài về chuyên môn thì còn phải có kỹ năng. Và trường đã đào tạo trực tiếp những kỹ năng thông qua bài giảng, thông qua đi thực tế và thông qua những cái hội thảo để các em hình thành cái kỹ năng ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Những năm qua, hàng ngàn học sinh, sinh viên có đủ năng lực của Trường Đại học Thái Bình đã được nhận vào làm việc trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp cùng nhiều doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh. Bên cạnh đó là hàng trăm học sinh, sinh viên tham gia các chương trình thực tập sinh làm việc tại Nhật Bản, Hàn Quốc, Đức, Đài Loan với thu nhập khá. Thưa quý vị và các bạn, nhân kỷ niệm 72 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2019, Đoàn Công tác thành phố Thái Bình đã đến đặt vòng hoa, dâng hương tưởng nhớ và tri ân các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Khe Xanh, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị.
Nghĩa trang Liệt sĩ Khe Xanh, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị hiện quy tụ hơn 2.300 liệt sĩ từ 32 tỉnh thành cả nước, trong đó có nhiều liệt sĩ là những người con ưu tú của tỉnh Thái Bình. Hiện tại, Nghĩa trang Khe Xanh có hơn 1.600 phần mộ liệt sĩ chưa biết tên họ, đến từ các sư đoàn 304, 308, 325, pháo binh, pháo cao xạ, công binh, thông tin, bộ đội địa phương, và phần lớn họ hy sinh trong chiến dịch năm 1968. Với lòng thành kính và biết ơn vô hạn các anh hùng liệt sĩ, những người đã cống hiến trọn đời mình cho độc lập tự do của Tổ quốc và hạnh phúc của nhân dân, đoàn công tác của thành phố Thái Bình đã đến đặt vòng hoa dâng hương tưởng nhớ và tri ân các anh hùng liệt sĩ tại nơi đây. Đoàn đại biểu của huyện Kiến Sương đã tổ chức lễ dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang, nơi quy tập hài cốt của 1.757 anh hùng liệt sĩ, trong đó có 62 phần mộ của những người con ưu tú của quê hương Thái Bình. Các thành viên trong đoàn đã bày tỏ lòng tri ân, tôn kính trước anh linh các anh hùng liệt sĩ đã không tiếc máu xương, anh dũng chiến đấu hy sinh cho độc lập dân tộc và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc. Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên không chỉ là nơi an nghỉ của các anh hùng liệt sĩ, mà còn là nơi suy tôn, là biểu tượng sáng ngời của chủ nghĩa anh hùng cách mạng, tinh thần, ý chí đấu tranh giành độc lập dân tộc và khát vọng hòa bình của nhân dân Việt Nam. Nhân kỷ niệm 72 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, Hội nạn nhân Da Cam Điêu Xin huyện Vũ Thư trao 50 suất quà cho các nạn nhân gián tiếp bị nhiễm chất độc da cam. Mỗi suất trị giá 300.000 đồng cho các nạn nhân gián tiếp bị nhiễm chất độc da cam 30 xã thị trấn trong huyện. Đây là những món quà đầy ý nghĩa của công ty trách nhiệm hữu hạn Bao bì Hương Sen và công ty trách nhiệm hữu hạn Giày Victory Việt Nam, động viên nạn nhân da cam vượt lên khó khăn, vững tin vào cuộc sống, đồng thời chung tay xoa dịu nỗi đau da cam, bù đắp những khó khăn vất vả cho các nạn nhân. Thưa quý vị và các bạn, sân chơi văn hóa làng số đầu tiên của năm 2019 do Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình phối hợp với Công ty Cổ phần Tập đoàn Thái Bình Xít đã chính thức khởi quay vào sáng nay tại sân Chùa Chành, xã Tân Bình, thành phố Thái Bình. Sau một thời gian tạm dừng, sân chơi văn hóa làng số 1 năm 2019 đã chính thức quay trở lại trong sự chào đón nồng nhiệt của người dân Thái Bình. Mặc dù trời nắng nhưng bà con đến sân Chùa Chành để cổ vũ cho cả hai đội chơi, cho thấy sức hấp dẫn của sân chơi văn hóa làng. Sân chơi với sự tham gia của hai đội Làng Chành và Làng Dinh, chương trình mở đầu bằng những tiết mục văn nghệ truyền thống. Cứ mỗi một lần mở hội thì là cũng có rất nhiều trò chơi và kéo co rồi bắt cá, đấy là truyền thống của quê hương tôi, và đấy để làm cho tất cả những lớp lớp cháu con sau này lớn lên để biết được cái di sản văn hóa của quê hương. Phần thi được nhiều khán giả mong đợi và nhận được sự cổ vũ mạnh mẽ, đó là phần thi bịt mắt đánh trống và thi bắt cá. Qua cái sân chơi văn hóa làng của Đài Truyền hình Thái Bình đã giúp cho bà con địa phương trước hết là có một cái sân chơi văn hóa rất là bổ ích và thể hiện cái văn hóa văn hiến của quê hương hàng nghìn năm vun đúc. Sân chơi văn hóa làng sôi nổi, hấp dẫn với cuộc so tài quyết liệt của hai đội trong phần thi kéo co hố. Đây là môn thể thao và là một trò chơi dân gian thông dụng và đơn giản. Hiện nay, nghi lễ và trò chơi kéo co ở Việt Nam và một số quốc gia khác đã được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể đa quốc gia, đại diện của nhân loại. Chương trình do Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình và Công ty Cổ phần Tập đoàn Thái Bình Xít phối hợp thực hiện, tạo sân chơi hấp dẫn và bổ ích cho nhân dân địa phương. Và đây là một hoạt động văn hóa bổ ích giúp cho nhân dân ngoài cái thời gian lao động sản xuất thì nó là một cái sân chơi văn hóa tăng cường sự đoàn kết để phát triển kinh tế văn hóa xã hội của địa phương. Sân chơi văn hóa làng số 1 năm 2019 đã để lại ấn tượng tốt đẹp và thúc đẩy phong trào văn hóa văn nghệ của địa phương, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho nhân dân, khơi gợi tình đoàn kết, thi đua lao động sản xuất cùng chung tay xây dựng nông thôn mới. Chương trình thời sự tối ngày hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình xin được kết thúc tại đây. Quý vị và các bạn có thể xem lại chương trình trên trang web thaibinhtv.vn, trên ứng dụng TBTV Go hoặc trên fanpage và YouTube của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.